Ngọc Ánh Nhà Tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với diện tích 40,5m² thuận tiện cho quý vị nào đi làm ở Mỹ Đình, Hoài Đức, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm. Vị trí cụ thể thuộc An Khánh, Hoài Đức. Và với cái căn nhà này diện tích 40,5m, xây và 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý, có sân cổng riêng để xe thực tế đây. Mọi người ạ, đất nhà mình đến đây, đây là ngõ vào nhà. Và cách với 100m là ra tới đường ô tô, cách 200m chợ dân sinh, trường học, mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Cách tầm 8km là ra tới Mỹ Đình, cách khoảng tầm 10km là ra tới Cầu Giấy. Đi lại thuận tiện, thiết kế hợp lý. Và với cái căn nhà này thì thông số nhà như sau. Mặt tiền của ngôi nhà 3m và chiều dài của ngôi nhà là 14m. Căn nhà này thì nở hậu như mọi người. Và mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể. Chắc chắn là quý khách hàng sẽ rất là tò mò vì hai bên thiết kế như thế này. Thực tế chủ nhà chỉ xây cho chúng ta đất đến đây thôi, nhưng hai nhà đã mua rồi ấy, thì là về người ta có làm thêm cái song sắt ở bên ngoài như này để quý vị có thể hoàn toàn để xe ở trong đất nhà mình rất là yên tâm. Còn đây nếu quý vị về thích làm thêm cũng được mà không làm thêm cũng được, để cho nó thoáng tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn hiện tại Ngọc Ánh quay là bán nhà theo hiện trạng, mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế tầng 1 phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ưu điểm của ngôi nhà gần với chợ dân sinh. Ưu điểm tiếp theo, đi lại thuận tiện. Ưu điểm nữa, thoáng trước và thoáng sau. Ở đây chủ nhà có thiết kế cái phần ô thoáng đằng sau cho quý vị. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là sắt sơn tĩnh điện, rất là chắc chắn, cầu kỳ, an toàn. Quý vị nào về có thích để xe ở đây mà làm thêm một cái cổng nữa cũng ok, tương đối là hợp lý. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà nha quý vị. Với cái phần phòng khách này thiết kế đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với vị trí này quý vị có thể đi làm được cả ở bên Đại Mỗ, Tây Mỗ, Vinhome, Smart City, hoặc quý vị có thể đi làm ở Hà Đông cũng rất là hợp lý. Và với cái thiết kế 40,5m rất là rộng, rất là thoáng, cơ bản là cũng tương đối là hiếm ở trên kênh của Nhà Tốt, bởi vì trên kênh của Nhà Tốt đa phần thiết kế 30-32m mà làm gì có sân cổng đâu, rất là ít thưa quý vị. Đợt này gần đây ấy, thì Ngọc Ánh đang cố gắng trải dài ra những cái huyện. Trước ở quận thì chỉ tầm 30-35m, nhưng mà đợt này nếu như ở huyện Chương Mỹ này, Quốc Oai này, Hoài Đức là có nhiều ở những cái căn nhà mà có sân cổng riêng như thế này. Đây là phần không gian phòng bếp và đây là phần thoáng sau Ngọc Ánh muốn chia sẻ. Trước khi nói về cái phần không gian phòng bếp cho quý vị thì đây là phần thoáng sau của ngôi nhà để chế biến đồ. Ở đây chủ nhà có lắp luôn cho mình hệ thống nước chế biến đồ tươi sống. Đằng sau ở đây là một vườn cây tương đối là thoáng. Đứng từ phía không gian này ở trong phòng bếp hướng ra phòng khách rất là rộng. Căn nhà này thì được cái ưu điểm nó như kiểu thiết kế nhà ống ấy, mặt tiền 3m và được cái độ khoảng chiều sâu, cho nên vào trong không gian phòng đây quý vị có thể nhìn đây, đây là phần không gian phòng khách kia và đây là phần phòng bếp. Phần hoàn thiện tủ bếp thì cũng đã được thiết kế và hoàn thiện xong hết cho quý vị, đầy đủ hệ thống. Với cái ngôi nhà này hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước có 3 căn thì đã bán 2, thì mọi người hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề pháp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% với quý vị nào có nhu cầu. Rất nhiều quý khách hàng cũng chia sẻ với Ngọc Ánh rằng là hiện tại cái thị trường nhà đất nó giảm thì giá nhà có giảm không, thì thưa quý vị, với những cái phân khúc mà nhà ở thực tế như thế này thì giá nó chỉ đang đi ngang, rất là phù hợp với quý khách hàng mà muốn mua nhà ở thời điểm hiện tại, không hề bị tăng giá, giá bán rất là hợp lý, lãi suất ưu đãi cực kỳ luôn. Hiện tại lãi suất ưu đãi đối với hỗ trợ cho quý khách hàng vay tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm và lãi suất chỉ có 8.2% thôi của ngân hàng BIDV, rất là uy tín. Đây, toàn bộ phần tủ bếp thiết kế xong. Hệ thống phụ kiện bếp lắp đặt xong hết, hệ thống trần thạch cao, hồ sơ điện, hồ sơ nước xong xuôi. Tầng 1. Ngoài ra thiết kế thêm một phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 này đây, đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với ngôi nhà 4 tầng này thì thiết kế 4 phòng ngủ cho quý vị, tầng 2, tầng 3 thiết kế như nhau. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, tầng 2. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Thiết kế dưới chân Ngọc Ánh đây là thiết kế sàn gỗ, trần thạch cao, ống chờ, dây chờ điều hòa.
Hành lang đi vào giữa hai phòng tương đối là rộng. Đây, 1 mét mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này sử dụng cho hai phòng ngủ tầng 2, trước và sau. Đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo, điện nước lắp đặt xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng thì căn nhà này quý vị xách vali về ở được luôn trong ngày nhé. Sổ đỏ thì cũng sẵn sàng ở trong két giao dịch được luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây, phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Với cái phần phòng ngủ này thì có ban công mở thực tế đây, hướng ra phía bên ngoài, tương đối là thoáng, mát, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Với vị trí này thì nó cũng gần với lại đại lộ Thăng Long. Nó cách với lại đại lộ Thăng Long nó chỉ khoảng tầm 700m thôi mọi người ạ. Đi lại thuận tiện. Nói chung nhà có sao thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị đúng như vậy. Đó, nên là mọi người muốn đi xem thực tế thì trước khi xem mọi người có thể gọi điện cho nhà tốt để có thể được tư vấn kỹ càng nhất, cụ thể nhất để xem là cái nhà này nó có phù hợp với lại cái cung đường cũng như phù hợp với lại cái tầm tài chính của quý vị hay không. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, với ngôi nhà 4 tầng có 4 phòng ngủ, trên phía tầng 3 nó chỉ khác với tầng 2 một chút chút. Đó là cái phần sàn ở dưới chân Ngọc Ánh ấy, thì ở tầng 2 thiết kế sàn gỗ, còn ở trên phía tầng 3 thiết kế là lắp gạch kích thước gạch 60-60 vân đá. Màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này cũng là màu trắng, rất là thoáng. 4 phòng ngủ, phòng nào cũng rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Tầng 2, tầng 3 đều có ban công mở hướng ra phía bên ngoài, nằm trong khu dân cư đông đúc. Phòng vệ sinh sử dụng cho các tầng đều thiết kế đầy đủ. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Công năng chuẩn chỉnh. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thiết kế cho quý vị một khu vực để máy giặt riêng, một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Cho nên vào trong cái phần cầu thang đi lên nó không bị tối quá. Đây là một phòng riêng. Phòng này thì tùy mục đích công năng sử dụng, phòng thờ, phòng làm việc. Ở quanh cái vị trí ngôi nhà này thì gần với lại chung cư Thăng Long Victory thuộc An Khánh, ngay chân cầu vượt An Khánh quý vị nhé. Dân cư ở đây thì không phải nghĩ, quá là đông luôn. Và đây là phần sân phơi, phần còn lại. Đây, với căn nhà này không gần đình chùa miếu mạo, không phạm lỗi phong thủy gì, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình, hai số điện thoại duy nhất 0983013403 hóa 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.